lại cái nón đó, nó đứng đó nó giữ. Thế kìa đấy. Sao thầy đi không giờ rủ đi ăn buffet thì đó hai thầy trò đi 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 ăn buffet chơi ăn mấy cái ngày đó bà thấy cái nào món nào ăn này là ăn chứ hai thầy trò đi ăn đi ừ. Đâu có mấy thằng bạc chứ. Thầy thích ăn lắm, thầy thích ăn lắm, thầy thích ăn chứ. Ăn xíu à. Uống nước gừng đi. Dạ. Rồi mời thầy, mời bà. Dạ. Uống gừng. Thầy muốn làm sinh tố không con? Con gọt ấy rồi kìa. Thôi 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 thôi. Mùa này nó lạnh gần chết mà tố gì nổi rồi tố. Nó lạnh quá. Làm con gọt xài, gọt đồ quá chừng luôn. Gọt. Khóm, xài. Tại vì bà cũng ăn, mình với bà đâu có ăn vai. Rồi đó, lên đây ăn, thầy đưa thầy đi đâu, đâu thích thầy đi đâu đi. Buổi sáng nè. Đi ra ô điện. Ừ, hết bộ. Lôi cái. Mà đâu có dám đi cái này, đi cái này nó biết sao? Sao? Ông đi ngã sao sao cửa nào cũng mở hết trơn á. Đi ngã sao? Ơi, mở thầy mở cửa đi á hả? Dạ. Ông phá trong không à, cửa sao? Nó canh. Trời ơi, bắt nợ nó canh. Ừ. Tối á mà tôi ngủ tôi thử tôi đóng cửa đó. Đóng cửa phòng lại nó không thấy mình trọng á, nó tự đâu mình đi đâu á. Nó mà nó la nó sủa giống như có khách tới vậy đó. Rồi cái một hồi cái nó đồng thanh nó sủa riết không nổi nó đồng thanh. Cái tôi mới trùm áo lạnh nè, tôi trùm nè tôi đi ra nó tưởng đâu là ăn trộm. Nhào vô mắt nó thấy không rõ hết. Nhào vô đồng thanh rần 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 tối thằng sư phụ à. Cái nó quảng hồn mắt lui chạy cái thế hứ vậy đó. Rồi giữ của giữ lắm á ông ơi. Bây giờ đúng là chó rồi. Thương lắm mà thầy sao yếu rồi. Yếu. Nó mắt yếu rồi. Hai cái cẳng. Thật ra là tại sao mà bà cụ bá thương nó thì nó quá khôn. Từ bữa đập nó tới bây giờ thà cho nó đau một lần ha. Mà không phải là đập mạnh đâu. Mà tới bây giờ là không đáy vậy như vậy nữa đó. Nói là bữa đó tới giờ là thôi. Bữa đó tại mắt quá mà kêu không được vì có khách đó. Nghe nó hiểu rồi. Nó biết, nó biết. Rồi bây giờ đó ha. Mà cho đồ ăn nó như hồi nãy cho nó biết đồ ăn đó là không dám tha, sợ tha vô là bị đập nữa sao, làm bộ không ăn chờ bà cụ lại thẻ ra nó mới ăn á. Bé chút chút ăn à, giờ đó mình để miếng bự đó nó lại nó rinh nó cũng ăn luôn, nó cũng biết chứ ngoan lắm. Ủa cái bản đồ nhà ông phải đi lấy giùm lục quá trọng có. Không có thì thầy có rồi hả? Dạ. Như vậy là để hôm nay để con bận đi bà Nico rồi. Con bận à. Thì để sáng mai con chạy đi như đó con kia. Con lục cái hồ sơ ra. Đi đâu như thế cô? Nico ở chùa Đông Ứng à. Đi nhà sĩ. Đi nhà sĩ. Ở Nico mỗi lần. À, cháu bà cô. Không. Ủa rồi chừng nào mới ghé chú Bảy? Bảy để con đưa Nico đi bác sĩ xong rồi con về con mới đi. Nó đồ ăn không? Dạ, không, thì con để đó. Nha. Tại con hẹn với nó mà trưa nay con này, bà Nico bà gọi con phải đi giúp bà. Cũng nhờ cái tội quá. Chú cô ở đâu? Đi cô chùa Đông Hưng nè. Chùa Đông Hưng ở Hàm Tân đó hả? Đông Hưng bên này nè. Đông Hưng ở cái chợ Ách Sà đó. Em con hiền. Nè. Hả bây giờ đánh đa quá hiền. Chú cô đó mới qua hả? Qua lâu rồi. Buồn đến đau quá à. Quá lâu rồi. Dạ. Yeah. Nghiệp quá. Nhiều lắm. Không gặp. Nhiều lắm. Nhiều bà Nico lắm mà tôi chẳng biết nữa. Gọi tới tôi đi thôi. Có sư cô ở bên Hàm Tân á. Cô gói bánh gói đầu gói cho tôi. Đấy hả? Dạ. Cô gói được cái mượn con Khánh á. Con của bà Tư. Thôi. Năm sau thầy ấy, thầy gói để bà sang đi bà phụ thầy nghe. Thầy gói bánh đi. Bán đắt lắm. À. Mấy tiệm neo á nó cần bánh chai đồ tết rồi đó nha, nó phải. Có bán nước cốt dừa nó mới ngon. Cái này không có, cái này nó có không có. Nè. Dạ. Ôi, hy vọng má thầy khai cho qua chắc qua, hy vọng qua. Qua nghĩa là sao? À, đi luôn hay là qua khỏi nó bệnh á, hy vọng cái bây giờ nó yếu dần dần.
yếu cái con đó, nó cơ thể nó yếu, bà nó bắt đầu oxy nó chịu vô rồi. Thế hả? Dạ, cũng còn. Bà cũng bao nhiêu rồi cơ? 79. 79 rồi. Thì cũng hy vọng thôi chứ, bác sĩ nó theo lẽ là đi đi phòng kia, mà kéo qua được thì có thể hy vọng. Dạ, thế. Yêu cầu qua được 2 tuần ha, 14 ngày thì cái con nó sẽ suy yếu như vậy đó. Theo cái vâng, nó cách ly tới 14 ngày đúng rồi chưa thầy? Nó cách ly 14 ngày thầy không biết rồi xong. Tuy nhiên thì tại vì bà lớn tuổi quá cho nên cũng hơi ngặt. Thì giờ thì bác sĩ cũng nói chừng lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà cũng cầu nguyện chứ giờ. Có đáng sợ tự nhiên nhà nào có trơn. Bị có lỗ đá hết. Tâm neo dính hết. Mà giờ qua hết rồi. Xong một người xong, một người xong. Thở không ra hơi đã xong rồi, cái thở ra hơi được rồi. Rồi cái uống thay là nồi thể... không á. Thầy không phải đi nữa, có thể nếu mà bà qua thì thầy đâu phải đi nữa. Thì cũng còn nguyện chứ giờ thầy không biết nó làm sao hết này. Còn không biết á thì con thầy đi rồi. Thì nếu thầy đi không ấy con giữ cho con đem qua bên con giữ cho. Nó không chịu, nó chỉ phải chịu. Không thì nói với thầy với đệ đây để con mở cửa ngày nào con đi con thăm. Nó la không có chịu nổi phải không? Nó đái gì thì con nghĩ là thầy bỏ nó trong bếp á. Không, nó đái ỉa mở cửa cái nó ra đái cái nó chạy vô à? Không phải, nhưng mà có điều tôi từ ngày tôi đến có lần à. Tôi thắp nhang có lần thôi. Không, mà trải đó nó được rồi. Con muốn con giữ cho thầy, con đem qua nhà con, nó ngủ với con ở đó. Rồi chừng nào thầy gì rồi, trả lời. Nó có chịu ông đó, nó ghê lắm, cái mặt nó ghê lắm, quay về cái cung lắm. Không, nó mình lần nó cũng quen. Nè, đó mà giờ, đó hôm đó nó đâu có quen thầy, nhưng mà thầy lần riết nó cũng quen. Thầy đi thì đi tuần không? Chó nó khôn lắm. Hay hơn? Không, nếu bà cô có viên mãn thì đi... ví dụ ngày mai làm đám, dạ. Thì bữa chiều nay chiều tối nay hẻo qua, mai là xong rồi rồi đưa thiêu ra phi trường về luôn à? Ồ thì vậy đấy hả? Chứ vậy có hai ngày hả? Dạ đúng vậy thôi. Ờ, có hai ngày. Nếu bệnh dịch tùm lum mà nếu mà cần thiết mà cứ cho làm đám một ngày đi một ngày nữa, chừng nữa trời chứ nghe vụ dịch thì cũng ớn nữa. Không hiện đại dịch ấy mà tuyết rồi lạnh khủng luôn đi nó. Cậu. Tuyết thì không có điện nữa này. Nghe nói ông cầu á. Ông bệnh gì đó không vâng. Biết nữa mà chết. Không có thế hả không. Ông chết hả có đám ma rồi đi hết trơn đi cho vô hết à. Tưởng nó trong người ra mới tính á là đi công hai chuyện rồi đi qua cho trà có một vị hòa thượng đó ông cụ ông điện lần này ông năn nỉ ông nói bây giờ tôi có một mình mà tôi có miếng đất 17 mẫu bây giờ tôi cũng muốn một năm tôi ở Việt Nam 6 tháng thôi giờ thầy quan hỷ qua với tôi thì tôi làm giấy tờ tôi giao hết cho tôi nói thôi con nó thật cái ngày sợ quá rồi vụ xưa giờ vụ giao thật sự nhưng mà đằng này thì nghĩ tới cái khác là muốn đưa ông Giác thì tối mới điện nói với ông Giác thì ông Giác nói để coi sao thì nói bây giờ nếu mà huynh đệ ông nghĩ rằng tôi đời tôi hồi xưa giờ luôn lúc nào cũng nghĩ tới cho người khác chứ còn thật ra nếu mà tôi nghĩ cho tôi thì nó dễ rồi nhưng mà bây giờ thì cái đất nghe ông gắn lớn với 17 mẫu nó cắt cỏ cũng khùng luôn lắm. Nhưng mà làm á thì cố tình nó cần á nếu mà được á làm mà làm cái duyên cho đạo để có những cái khóa tu chứ còn cá nhân thì ăn bao nhiêu mà 17 mẫu đất nó tôi thì tôi không nghĩ điều đó thì đầu tiên thì nghe ông cụ năn nỉ quá thì mình suy nghĩ cũng muốn động lòng nhưng nghĩ đến lâu trời đang hạnh phúc về tự nhiên mình nhưng mà ngặt kẹt á thì cũng có cái nhưng mà là vì cái Phật pháp chứ còn cá nhân thì tôi bây giờ ông nghĩ tôi ăn gì hết mà tôi đi lại là anh rảnh chi nữa mà vì đằng này mới nói thôi bây giờ hòa thượng muốn đi về Việt Nam hòa thượng đi chừng nào hòa thượng đi con quan coi chùa giùm thì được ví dụ vậy chứ còn giờ không có rảnh nữa ông nói tôi đang nghĩ tha thiết thầy vậy đó thầy nói thầy Giác chưa nói rồi thì bây giờ ông Giác là thứ tư cũng đi Cali thì nếu bà cụ qua thì mình cũng mừng mà bà cụ không qua thì đi đó xong quèo qua bển chơi ngày luôn cho biết còn nếu bà cụ mà qua khỏi á không mà không có mất á thì để canh tuần nào đó cũng đây bay qua cho trà nó gần mà vâng cái chùa cách phi trường cho trà 10 phút à dạ gần xịt ở đây giờ đây nó 8 tiếng
Ừ. Xe hả? Vâng, đi chạy xe đó, con mày chạy xe 8 tiếng. Nhưng mà thầy đi thầy cẩn thận nha thầy. Thầy bịt miệng, bịt mồm, rồi lời hết nha. Đó, 8 tiếng rồi, đi này là đi 8 tiếng. Không mà trời, giờ gọi trời kêu ai nói dạ thôi. Đâu thầy, thầy cái đó bịt cái gì bịt đi bà cụ, bà thân mẫu của thầy khai bà ở nhà không đó, bà không có ra đường đó. Nhưng giờ bây giờ bà cụ cái cụ mà cụ đi chỗ này kia mà bây giờ cụ bệnh cái là rồi vô cách ly cụ là cụ bị Covid à? Thôi Covid gì con không có Covid đâu, con biết xong à. Không biết rồi nhưng mà giờ bây giờ mà cụ mà cụ thử cụ ai gọi là cấp cứu cái bệnh gì emergency gì? Emergency coi là vô là cho cụ Covid liền à? Thế nên cụ ráng được cấp cứu chứ cấp cứu. Con không có đi emergency đâu, con có bác sĩ con mà, có gì ông bác sĩ con cũng lo cho con. Y tá lại lo. Nhiều chuyện nè, nhiều chuyện nè, nhiều chuyện nè, bây giờ thầy đi ăn nha. Thì có nhà nghe. Cho y tá lại nhà. Nè. Cái nhà tắm tôi mà còn lão cho tôi đó. Nè. Ta sợ. Thì có nhà nghe. Để thầy đi ăn với bà cụ nghe. Nó thứ tư ngày nghỉ của sư phụ nghe. Rồi tối làm nấu nước tới 10 giờ rưỡi á, 10 rưỡi tắm rồi lên tới đây là 11 giờ rưỡi mới ngủ. Nấu nước gì cơ? Nấu thức ăn là tới 10 giờ rưỡi. Không phải thứ đó đâu, thứ đó mần hai cây rồi ông mần thêm cái khác nữa. Tại hôm qua cô Diệu Liên sẵn cô đi lên, cô họ cô đem danh sách cầu an lên. Cô nói con ghé chợ thầy có mua gì không? Nhờ có mua phai môn, phai lang, tính bữa nay mới làm. Nhưng mà bữa nay làm mà để tủ lạnh, mà tủ lạnh nó ba sò bốn chục vậy đó. Thì thôi thì bây giờ làm luôn, lỡ làm kéo dài tới 10 giờ rưỡi khuya luôn. Một mình mà lục đục có lạnh rồi đem ra ngoài trời nó lạnh hơn trong tủ lạnh. Ngồi ở trời đó nó nguội với vô hộp rồi đem ra ngoài trời. Nhưng mà bây giờ cái tủ lạnh nó làm sao á, nó muốn đông nó đông, nó muốn đông nó không đông à. Tủ đá đó, ngăn đá đó. Đây à? Tôi có cái tủ lạnh nhỏ, muốn nói thầy muốn xài đây đâu. Không đủ. Mua là mua tủ đá, tủ đông á. Nghe chỗ đường đây xe lửa này nè. Có chỗ đó có. Nó bán rẻ lắm. Nó sửa lại. Nhưng mà thầy không có chỗ đổi chỗ nữa. Nhà thầy không có chỗ nào vậy. Thì bây giờ không còn chỗ để không luôn. Không có chỗ để mua, không có chỗ để mới khổ. Không vậy mà không có sắm gì hết trơn mà không có còn chỗ để nè. Rồi đó, tại vì đi già nhỏ quá mà. Hồi nãy đi thấy cái ghế cho lông rồi đó con, mà thôi liền con cũng thấy rồi, con nít tới nhỏ như thầy hồi nãy á lại cầm lên rồi lên rồi đó lật qua lật lại coi cái tật đó cái kiếm ông thầy cái kiếm ông gặp cái chạy vòng vòng thấy ghế xe lông cũng đẹp tính lại nói như thầy cũng vậy giờ đem về chờ mới đâu đâu con lại thầy mà nó mới nó còn mới. Mới gì mới giờ mà không có chỗ đầy luôn. Ba chỗ ngồi mà mới tin nè. Ờ tôi xuống coi. Không, cái ba chỗ ngồi họ lấy rồi nó còn có một cái thôi. Dạ. Tôi tới đây là một cái ghế vậy thôi nghĩ kêu lật qua lật lại coi rồi thôi bỏ xuống. Nãy con chạy ngang đó con thấy. Lớn quá. Bây giờ tin thầy. Chị sủa bắp bắp. Không biết thầy đâu mở cửa sao mà tại sao ơi không thấy thầy làm sao con chứ không thấy thầy. Đó thì bà đẩy ngày nào cũng vậy, ghé đi thăm thầy đi nếu mà khỏe còn bị bệnh thôi còn khỏe đi qua đi ở mới mốt nó làm đất rồi lỡ hội là bây giờ nếu tình hình thì là chắc năm nay nên làm sớm à. Không, nó mới đo nãy ngoài này nè, đo ngoài đầu đường nè, bởi con chó này xuống nè, đo ngoài đó nãy đo làm gì, nó đo chỗ rồi thủng nào đó miếng đường à, đường bẻ à. Đường bẻ. Nên năm nay chắc cái điều này mình chuẩn bị giống rồi sớm mà năm nay bây giờ là bà chắc chắn là bà bác khổ qua được phải không, khổ qua được. Tôi trồng khổ qua nhiều à. Dạ, tôi qua. Tức mình á tại vì khổ qua năm rồi trồng không biết cách gieo xuống đất sẵn á, cái con kiến con mối rồi con côn trùng nó ăn cái nó mềm nó ăn ruột bên trong. Cái ruột bên trong của cái ruột cái vỏ cái hộp khổ qua á nó ngọt. Năm nay mình làm sẵn mình vô bầu rồi đem trồng xuống là nó hết ăn được. Để cho bà đi bán nha. Như lại bà còn khỏe lắm. Con thấy cái bà Miên nó bà trồng khổ qua cái có con gì ăn á, cái bà lấy cái vỏ hộp gà thầy. Bà dục cái con sâu đó đi. Dạ, thì đúng rồi nó trồng hoặc là cái miễn tiếng sàn rồi nó đi à.
nhưng mà không sao, mình trồng nhiều tại nguyên cái vàng sao là năm nay trồng cũng qua hết chứ hỏi trồng 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 bầu trồng nó rẻ rề trồng bầu mướp ở đây nè, mướp bầu đây nè, ông sổ cũng làm đây nè. Thôi không cần làm gì nữa thầy, chứ khổ qua các anh này. Rồi sao trồng khổ qua dài dài mấy cái vàng nó thải đại khổ qua là bán 5 đồng 2 phao thôi, bán 2 đồng phao thôi, bán rẻ cho tao ăn đi. Tôi ngồi nó kêu điện thoại tôi 5 giờ. Nói, má ngồi má làm gì nữa, tao nói tao ngồi tao ngủ đây luôn. Còn ớt thầy cũng trồng được á? Nó nói, thì ớt trồng. Nó nói nó qua nó gieo, nó gieo mấy tấm hình cho thầy, tôi nói ở qua đi. Ớt trồng được chứ, ớt trồng thì ớt lâu thu hoạch lắm. Thế hả? Ớt nó lâu nó trồng mấy tháng mới có trái thôi hả? Phải mướn người bẻ, chứ mình bẻ đâu có hết, bẻ hết đâu. Không cũng được, nhưng mà nó lâu thu hoạch, nhưng mà nó thu hoạch thì nó thấy ham. Còn bây giờ tôi nhiều hộp là mồng tơi nè. Mồng tơi với củ qua. Củ qua, với rau cần cua. Nói thiệt cái thằng ai mua không? Nếu mà mình bán không được ở ngoài nhiều á, mình nhiều quá mình cân lại bằng hàng cân tiệm. Rẻ rẻ hả? Kệ nó rẻ nhưng mà mình thủ được. Nhưng bà cụ hồi xưa á, má tôi đó bà biểu tôi đem lại cân cho tiệm. Hôm nay tôi biết cá hết trơn rồi, hôm nay là tôi trồng ngon lành cho bà con. Năm rồi trồng chơi chơi nhưng mà nó còn vậy á, hôm nay là chuẩn bị phân phướng rồi. Nghe bà nếu mà khỏe đừng đi trước thầy. Hôm nay có sơ sơ nữa nè, sơ sơ mỗi lần mà cốt đất là sơ sơ. Có công danh được làm thì là vui rồi. Nghe con he, nghe. Nghe, rồi hai thầy trò đi với nhau. Ông coi con mắt nó dòm mắt ghét không, hết sơ sơ he. Mỗi lần cốt đất có sơ sơ nữa nè. Sơ sơ không biết làm với sư phụ được không? Biết không? Tội nghiệp sơ sơ quá, trong đó sơ sơ già rồi. Tội nghiệp, khi mà nó khôn dữ lắm. Thấy nó đáng thương vậy đó, mà biết đó sao kỳ mới bây giờ biết nuôi rồi nó chết rồi cũng buồn nữa chứ bộ. Chết buồn chứ buồn lắm thầy, khóc với thầy, còn nói thầy khóc. Mình thui thủi cái nói hồi đó nó chạy lên chạy xuống nó theo mình rồi bây giờ mình thui thủi một mình làm cái chậu nó đâu á. Hôm qua tắm đó rồi lao trên đó tội nghiệp lắm, mừng quá rồi mừng không ngứa nữa rồi thay áo à, vậy đó bắt nợ vậy cho, đó thấy không cho chim ăn. Dẫn đi bà lũi vô trong cái cỏ bà rửa cái mình mà thì sợ xe cá nó thôi con nó thật là nó ngọt quá không nhìn thấy được nó không chạy ra lộ đâu cậu nó khôn lắm cậu ơi. Nó chạy băng đường á không băng nữa đâu nó chỉ nó băng là băng bên đây thôi cái chỗ này thôi còn đi đâu không bao giờ băng hết. Tôi định coi rồi tôi thấy tôi biết đi đâu là không bao giờ băng hết thì cứ băng ngay đây qua đây là phải qua cái nhà bên đó là có cái bãi cỏ là nó lăn ở trong chứ nó chạy được kia thôi. Sợ lắm tại vì mỗi lần con lái xe con nhìn thấy nó đâu nghĩ cái nó ngọt quá nó ra đường đâu bằng cái nắm tay vậy nè mà bằng cái nắm tay vậy mà ai cũng cắn ra trơn á ai cũng sủa cắn thấy chó bự sủa rứt chó bự quản hồn chó bự đầu hàng luôn á dữ quá trời các bạn các bạn cứ nó nói sao bị ông tên thấy chó tao không có cắn đâu. Nó nói chó tao cắn đó, tao nói lại cắn thử coi cái xuống cái quảng hồn chạy luôn chó bự. Dữ dữ mà tới chó bự mà sợ đầu hàng luôn mà. Không giờ con ở nhà nghe sư phụ đi ăn với bà cụ nghe. Chịu không? Giờ mà chịu cho đi mới lạ đó. Không nên tại vì cho đi ngồi trên xe không được, thầy nhốt lại trên xe. Rồi thầy ra lấy tiếng Anh cho nó. Có cái thùng vâng, có cái thùng để trên xe. Nhớ nha, bà cụ chứ. Để, là cái giấy gói nó gói mấy cái miếng gà từ đó nó khoái dữ lắm nó khoái được vậy thôi khoái dữ lắm trời ăn ăn mà ăn cái bụng no đi không nổi luôn á hôm bữa cơm chút kim gói 6 cái ba gói sập cái túi thôi 3 cái cánh gà 3 miếng gà gì đó mà về ăn no luôn ăn 5 cái còn cái tha dấu tôi đập đó có tật chuyên môn tha dấu dấu để dành no rồi đâu có ăn nó thì nó ăn khoai lang chứ gà như đó hà là khoái hà đó tại vì thầy cho nó chứ mì khoái ăn mì lắm mì sợi á mì xào á hả dạ con ăn mì ly không à ăn mì xào á giờ ông gì biết canh đồ kìa thấy tôi cầm cái áo lạnh với cái nón là nó đã phải đi cửa sau là vậy đó đi cửa sau nó mới chứ đi cửa này không đi được nó kêu
vừa đi ra rồi nó kêu nó kêu ghê lắm. Ok, được rồi, con cảm ơn thầy, cảm ơn bà. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Coi cái này dùm túi. Coi đi bà tủ đi. Coi đi. Dạ, dạ. Con ra ngoài con coi tí nha. Uống đi bà, uống đi.